lòng em quý em rung lúc ngàn bờ tre ru mát khắp thoáng trắng những cánh cò. Hàng dấu yêu của Huỳnh Quang Vũ xin kính chào các anh chị và các bạn. Và các bạn là cái máy Giang Ma 82V. Có cái dù đỡ nắng. Bao nào bao nấy nó căng trời. Đi vòng vòng thấy chỗ nào có máy thì vô à. Dạ. Nó nhẹ. Dạ. Nhưng mà nó nhẹ nên nó khó lầy hơn. Đưa đít vô ạ. À? Chờ chơi chữ mới đưa đít vô nữa. Đưa đít lắc chạy ra luôn. Lên dốc kìa. Cái dù nó bị quay luôn. Gió thổi cái dù quay. Cắt dần mà tới đây thêm chị các bạn.
Mấy bà giá nước ngoài về tìm chú đó. Có sao không? Dạ hả? Trời. Ở ngoài hả? Trời ơi, chú nhiêu tuổi mà thấy cũng còn khỏe khỏe quá trời. Dân giỏi cấp huyện đó không? Ồ vậy hả? Trời ơi. Này 67 tuổi rồi. 67. 67 còn khỏe quá. 67 hả? Ông già con là tuổi thìn là nhiêu ta? À. Con cực lắm. Đúng rồi, không có vất vả nhưng mà cũng khổ. Không có nghèo quá. Dạ. Là túng con trai mà mình ông mà túng chữ quý. Dạ hả? Quý tỷ. Quý tỷ hả? Nhâm thìn người quý tỷ. Ông già, ông già của ông là năm nay là 68. Bây giờ ông ở nhà là không có làm hết đó. Cứ có mấy công ruộng ở nhà cứ tình tay như thế. Không có vất vả. Dạ. Nói nam nhâm nữ quý mà có chữ quý là không nghèo. Không nghèo nhưng mà cũng đâu có giàu đâu. Đủ ăn thôi. Mà nó không có vất vả. Dạ. Ta. Vậy được rồi. Còn nam mà trúng chữ nhâm á là cũng không sướng hả? À, cũng ngon lắm. Nó không có vất vả, nghèo đâu nghèo. Tôi nó được ớt tay cũng quý. Chú ruộng được nhiều không chú? Hả? Chú ruộng nhiều chú? Tôi 30 công. 30 công ở ngay chỗ này là được mấy công? Ở đây là được 15 công, còn ở ngoài ở nhà ngoài. Dạ. Tôi ngoài miếng Tây á. À miếng Tây. Mày phải khai quang chứ. Rồi cái dân mà 982 về các chị các bạn. W thank you.
rất là vui. Con này con 95. 95 năm em à. Về lại luôn, không lấy luôn. Ở đây dữ à. Mẹ này